sách truyền đạo, chương 1 Lời của người truyền đạo, con trai của David, vua tại Jerusalem. Người truyền đạo nói, hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thảy đều hư không. Các việc lao khổ loài người làm ra dưới mặt trời thì được ít lợi chi? Đời này qua, đời khác đến, nhưng đất cứ còn luôn luôn. Mặt trời mọc, Mặt trời lặn, nó lật đật trở về nơi nó mọc. Gió thổi về hướng nam, kế xây qua hướng bắc. Nó xây đi vần lại không ngừng, rồi trở về vòng cũ nó. Mọi sông đều đổ vào biển, sông không hề làm đầy biển. Nơi mà sông thường chảy vào, nó lại chảy về đó nữa. Muôn vật thảy đều lao khổ. Loài người không thể nói ra được mắt không hề chán ngó tai chẳng hề nhàm nghe điều chi đã có ấy là điều sẽ có điều gì đã làm ấy là điều sẽ làm nữa chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời nếu có một vật chi mà người ta nói rằng hãy xem cái này mới vật ấy thật đã có rồi trong các thời đời trước ta người ta chẳng nhớ các đời trước và các đời sau những người đến sau cũng sẽ chẳng nhớ đến nữa. Ta là người truyền đạo, đã làm vua Israel tại Jerusalem. Ta chuyên lòng lấy sự khôn ngoan mà tra khảo mọi việc làm ra dưới trời. Ấy là một việc lao khổ mà Đức Chúa Trời đã giao cho loài người để lo làm. Ta đã xem thấy mọi việc làm ra dưới mặt trời, kìa, thấy đều hư không theo luồng gió thổi. Vật chi đã cong vẹo, không thể ngay lại được và vật gì thiếu không thể đếm được. Ta nói trong lòng rằng, này, ta đã được sự khôn ngoan lớn hơn hết thảy những người ở trước ta tại Jerusalem. Thật lòng ta đã thấy nhiều sự khôn ngoan và tri thức. Ta cũng chuyên lòng học biết sự khôn ngoan và biết sự ngu dại điên cuồng. Ta nhìn biết điều đó cũng là theo luồng gió thổi. Vì nếu sự khôn ngoan nhiều, sự phiền não cũng nhiều. Ai thêm sự tri thức thêm sự đau đớn. Chương 2 Ta lại nói trong lòng rằng, Hè, hãy thử điều vui sướng và nếm sự khoái lạc. Kìa, điều đó cũng là sự hư không. Ta nói, cười là điên, vui sướng mà làm chi? Ta nghĩ trong lòng rằng phải uống rượu để cho thân mình vui sướng, mà sự khôn ngoan vẫn còn dẫn dắt lòng ta. Lại nghĩ, phải cầm lấy sự điên dại cho đến khi xem thử điều gì là tốt hơn cho con loài người làm ở dưới trời trọn đời mình sống ta làm những công việc cả thể ta cất nhà cho mình trồng vườn nho cho mình lập cho mình vườn cây trái và vườn hoa và trồng cây trái đủ thứ ở đó ta đào hồ chứa nước đặng tưới rừng là nơi cây cối lớn lên ta mua những tôi trai tớ gái lại có nhiều đầy tớ sinh ra trong nhà ta ta có bầy bò và chiên nhiều hơn hết thảy những người ở trước ta tại Jerusalem. Ta cũng thâu chứa bạc vàng và những vật báu của các vua các tỉnh. Ta lo sắm cho mình những con hát trai và gái cùng sự khoái lạc của con trai loài người, tức là nhiều vợ và hầu. Như vậy, ta trở nên cao trọng hơn hết thảy những người ở trước ta tại Jerusalem. Dầu vậy, sự khôn ngoan vẫn còn ở cùng ta ta chẳng từ điều gì mắt mình ước ao cũng chẳng cấm điều gì lòng mình ưa thích vì lòng ta vui vẻ vì mọi công lao của ta và đó là phần ta đã được trong mọi công lao ta đoạn ta xem xét các công việc tay mình đã làm và sự lao khổ mình đã chịu để làm nó kìa mọi điều đó là sự hư không và theo luồng gió thổi chẳng có ích lợi gì hết dưới mặt trời ta bèn xây lại, đặng xem xét sự khôn ngoan, sự ngu dại và sự điên cuồng. Vì người nào đến sau vua sẽ có thể làm gì? Bất quá, làm điều người khác đã làm từ lâu rồi. Vả, ta thấy sự khôn ngoan hơn sự ngu dại, cũng như ánh sáng hơn tối tăm. Người khôn ngoan có con mắt trong đầu mình, còn kẻ ngu muội bước đi trong tối tăm. Dầu vậy, ta nhìn thấy hai đàn cùng gặp một số phận về sau nên ta có nói trong lòng rằng sự xảy đến cho kẻ dại sẽ xảy đến cho ta cũng vậy vậy ta có nhiều khôn ngoan như thế mà làm chi ta lại nói trong lòng rằng điều đó là một sự hư không nữa vì người ta chẳng nhớ người khôn ngoan đến đời đời cũng như chẳng nhớ kẻ ngu muội vì trong ngày sau cả thảy đều bị quên mất từ lâu phải người khôn ngoan chết cũng như kẻ điên cuồng vậy ta ghét đời sống vì mọi việc làm ra dưới mặt trời là cực nhọc cho ta thảy đều hư không theo luồng gió thổi ta cũng ghét mọi công lao ta đã làm ở dưới mặt trời vì phải để lại cho người sau mình vả ai biết rằng người ấy sẽ khôn ngoan hay là ngu dại dầu thế nào, hắn sẽ cai quản mọi việc ta đã lấy sự lao khổ và khôn ngoan mà làm ở dưới mặt trời. Điều đó cũng là hư không. Bởi cơ ấy, ta trở lòng thất vọng về mọi công việc ta đã lao khổ mà làm ở dưới mặt trời. Vì có người làm công việc mình cách khôn ngoan, thông sáng và tài giỏi, rồi phải để lại làm cơ nghiệp cho kẻ chẳng hề lao khổ làm đến. Điều đó cũng là một sự hư không và một sự tai nạn lớn vậy ít chi cho người lao khổ cực lòng mà làm việc ở dưới mặt trời vì các ngày người chỉ là đau đớn công lao người thành ra buồn rầu đến đổi ban đêm lòng người cũng chẳng được an nghỉ điều đó cũng là sự hư không chẳng gì tốt cho người hơn là ăn uống khiến linh hồn mình hưởng phước của lao khổ mình ta xem thấy điều đó cũng bởi tay đức chúa trời mà đến vì ai là người được ăn và hưởng sự vui sướng hơn ta bởi đức chúa trời ban sự khôn ngoan thông sáng và vui vẻ cho kẻ nào đẹp lòng ngài nhưng ngài khiến cho kẻ có tội phải lao khổ mà thâu góp chất chứa để rồi ban cho người đẹp lòng đức chúa trời điều đó cũng là sự hư không theo luồng gió thổi Chương 3 Phạm sự gì có thì tiếc Mọi việc dưới trời có kỳ định Có kỳ sinh ra và có kỳ chết Có kỳ trồng và có kỳ nhổ vật đã trồng Có kỳ giết và có kỳ chữa lành Có kỳ phá dở và có kỳ xây cất Có kỳ khóc và có kỳ cười có kỳ than vãn và có kỳ nhảy múa có kỳ ném đá và có kỳ nhóm đá lại có kỳ ôm ấp và có kỳ chẳng ôm ấp có kỳ tìm và có kỳ mất có kỳ giữ lấy và có kỳ ném bỏ có kỳ xé rách và có kỳ may có kỳ nín lặng có kỳ nói ra có kỳ yêu có kỳ ghét có kỳ đánh giặc và có kỳ hòa bình kẻ làm việc có được ích lợi gì về lao khổ mình chăng ta đã thấy công việc mà đức chúa trời ban cho loài người là để loài người dùng tập rèn lấy mình phạm vật đức chúa trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó lại ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người dầu vậy công việc đức chúa trời làm từ ban đầu đến cuối cùng người không thể hiểu được vậy ta nhìn biết chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là vui vẻ và làm lành trọn đời mình lại ai nấy phải ăn uống và hưởng lấy phước của công lao mình ấy cũng là sự ban cho của đức chúa trời ta biết rằng mọi việc đức chúa trời làm nên còn có đời đời người ta chẳng thêm gì được cũng không bớt chi đặng đức chúa trời làm như thế để loài người kính sợ trước mặt ngài điều chi hiện có đã có ngày xưa điều gì sẽ xảy đến đã xảy đến từ lâu rồi đức chúa trời lại tìm kiếm việc gì đã qua ta lại còn thấy dưới mặt trời trong nơi công đàn có sự gian ác và tại chốn công bình có sự bất nghĩa ta bèn nói trong lòng rằng đức chúa trời sẽ đoán xét kẻ công bình và người gian ác vì ở đó có kỳ định cho mọi sự mọi việc ta lại nói trong lòng rằng phải như vậy bởi vì đức chúa trời muốn thử thách con loài người và chỉ cho chúng biết rằng họ không hơn gì loài thú vì việc xảy đến cho con loài người làm sao thì xảy đến cho loài thú cũng vậy sự xảy đến cho hai loài giống hẳn với nhau sự chết của loài này cũng như sự chết của loài kia. Hai loài đều thở một thứ hơi. Loài người chẳng hơn gì loài thú, vì thải đều hư không. Cả thải đều quy vào một chỗ. Cả thải do bụi đất mà ra. Cả thải sẽ trở về bụi đất. Ai biết? hoặc thần của loài người thăng lên, hoặc hồn của loài thú sa xuống dưới đất. Thế thì. Ta thấy chẳng chi tốt cho loài người hơn là vui vẻ trong công việc mình, ấy là kỹ phần mình, vì ai sẽ đem mình trở lại đặng xem thấy điều sẽ xảy ra sau mình. Chương 4. Ta xây lại, xem xét mọi sự hà hiếp làm ra ở dưới mặt trời. Kìa, nước mắt của kẻ bị hà hiếp, song không ai an ủi họ. Kẻ hà hiếp có quyền phép, song không ai an ủi cho kẻ bị hà hiếp vậy ta khen những kẻ chết đã lâu rồi là sướng hơn kẻ còn sống còn kẻ chưa được sinh ra chưa thấy những gian ác làm ra dưới mặt trời ta cho là có phước hơn hai đằng kia ta cũng thấy mọi công lao và mọi nghề khéo là điều gây cho người này kẻ khác ganh ghét nhau điều đó cũng là sự hư không theo luồng gió thổi kẻ ngu muội khoanh tay ăn lấy thịt mình thà đầy một lòng bằng tay mà bình an, hơn là đầy cả hai mà bị lao khổ theo luồng gió thổi. Ta bèn xây lại xem thấy sự hư không ở dưới mặt trời. Này một người cô độc, chẳng có ai hoặc con trai hay là anh em, dầu vậy lao khổ nó không thôi, mắt nó không hề chán của cải, nó không hề nghĩ rằng vậy ta lao khổ, ta bắt linh hồn nhịn các phước là vì ai? Điều đó cũng là hư không, thật là công việc cực nhọc. Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Nếu người này sa ngã thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên, nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên. Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm, còn một mình thì làm sao ấm được? Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng thì hai người có thể chống cự nó. Một sợi dây đánh ba tao, lấy làm khó đức. Một kẻ trẻ tuổi nghèo mà khôn, hơn một ông vua già cả mà dại, chẳng còn biết nghe lời khuyên can. Vì kẻ trẻ ra khỏi ngục khám đặng làm vua, giàu sinh ra nghèo trong nước mình. Ta thấy mọi người sống đi đi lại lại dưới mặt trời đều theo kẻ trẻ ấy là người kế vị cho vua kia. Dân phục dưới quyền người thật đông vô số. Dầu vậy, những kẻ đến sau sẽ chẳng vui thích về người. Điều đó cũng là sự hư không theo luồng gió thổi. Chương 5 Khi ngươi vào nhà Đức Chúa Trời, hãy giữ chừng chân mình. Thà lại gần mà nghe hơn là dân của tế lễ kẻ ngu muội vì nó không hiểu biết mình làm ác. Chớ vội mở miệng ra, và lòng ngươi chớ lật đật nói lời trước mặt Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn ngươi ở dưới đất. Vậy nên, ngươi khá ít lời. Hễ nhiều sự lo lắng, ắt sinh ra chim bao, còn nhiều lời thì sinh ra sự ngu dại. Khi ngươi khấn hứa sự gì với Đức Chúa Trời, chớ chậm mà hoàn nguyện vì Ngài chẳng vui thích kẻ dạy. vậy khá trả điều gì ngươi hứa. Thà đừng khấn hứa hơn là khấn hứa mà lại không trả. Đừng cho miệng ngươi làm cho xác thịt mình phạm tội, và chớ nói trước mặt sứ giả của Đức Chúa Trời rằng ấy là lầm lỗi. Sao làm cho Đức Chúa Trời nổi giận vì lời nói ngươi và ngài làm hư công việc của tay ngươi? đâu có chim bao vô số và nhiều lời quá, đó cũng có sự hư không nhiều. Song ngươi hãy kính sợ Đức Chúa Trời. Khi ngươi thấy trong xứ có kẻ nghèo bị hà hiếp, hoặc thấy sự phạm đến lẽ chính trực, sự trái phép công bình thì chớ lấy làm lạ, vì có kẻ cao hơn kẻ cao vẫn coi chừng, lại còn có đấng cao hơn nữa. Song một vua hay cày cấy ruộng ấy vẫn ích lợi cho xứ mọi bề kẻ tham tiền bạc chẳng hề chán lắc tiền bạc kẻ ham của cải chẳng hề chán về huê lợi điều đó cũng là sự hư không hễ của cải thêm nhiều chừng nào kẻ ăn cũng thêm nhiều chừng nấy chủ của cải được ít gì hơn là xem thấy nó trước mặt chăng giấc ngủ của người làm việc là ngon mặc dầu người ăn ít hay nhiều nhưng sự chán lắc làm cho người giàu không ngủ được. Có một tai nạn dữ mà ta đã thấy dưới mặt trời. Ấy là của cải mà người chủ dành chứa lại, trở làm hại cho mình. Hoặc vì có tai họa gì, cả của cải này phải mất hết. Nếu người chủ sinh được một con trai, thì để lại cho nó hai tay không. Mình lọt ra khỏi lòng mẹ trần truồng thế nào, ắt sẽ trở về thế ấy, và về các huê lợi của sự lao khổ mình chẳng có vật gì tay mình đem theo được. Điều này cũng là một tai nạn lớn. Người ra đời thế nào, ắt phải trở về thế ấy. Vậy, chịu lao khổ, đặng theo luồng gió thổi, có ích lợi gì chăng? Lại trọn đời mình, mình ăn trong sự tối tâm, phải nhiều sự buồn rầu, đau đớn và phiền não. Kìa, ta đã nhìn thấy rằng, ăn, uống, và hưởng phước của sự lao khổ mình làm ở dưới mặt trời trọn trong những ngày mà đức chúa trời ban cho ấy thật là tốt và hay vì đó là kỹ phần mình hệ đức chúa trời ban cho người nào giàu có của cải làm cho người có thế ăn lấy nhận lãnh kỹ phần và vui vẻ trong công lao của mình ấy là một sự ban cho của đức chúa trời nhân người sẽ ít nhớ những ngày của đời mình vì đức chúa trời ứng đáp người bằng sự vui mừng trong lòng người. Chương 6 Có một tai nạn khác mà ta đã thấy dưới mặt trời, thường làm nặng nề cho loài người. Kìa, có một người mà Đức Chúa Trời đã ban cho sự giàu có, của cải và sang trọng. Đến đổi mọi sự lòng người ước ao, chẳng thiếu gì hết. Nhưng Đức Chúa Trời không cho người có thể ăn lấy, bèn là một người khác được ăn. Ấy là một sự hư không, một tai nạn cực khổ. Nếu một người sinh trăm con trai và sống nhiều năm cho đến cao niên trường thọ, mà lòng chẳng được hưởng phước và chết chẳng được chôn, ta nói, đứa con xảo còn hơn người ấy. Vì đứa con xảo ra hư không lại trở về sự tối tăm và tên nó bị sự u ám vùi lấp. Nó không thấy mặt trời cũng không biết đến. Nó có được phần an nghỉ hơn người kia. Người giàu sống đến hai ngàn năm mà không hưởng được chút phước nào. Cuối cùng, cả thảy há chẳng về chung một chỗ sao? Mọi sự lao khổ của loài người là vì miệng mình, song không hề được thỏa nguyện. Người khôn ngoan hơn chi kẻ ngu muội, Người nghèo biết đạo ăn ở trước mặt người ta nào có ích chi. Sự gì thấy bằng mắt hơn là sự tham muốn buông tuồng. Điều đó lại là một sự hư không theo luồng gió thổi. Phàm điều gì có trước thì đã được đặt tên từ lâu rồi. Loài người sẽ ra thế nào thì đã biết từ trước rồi. Người không thể cãi trả với đấng mạnh hơn mình. Có nhiều điều gia thêm sự hư không vậy người ta được ít chi hơn. Và trong những ngày của đời hư không mà loài người trải qua như bóng, ai biết điều gì là ít cho mình? Vì ai có thể nói trước cho người nào về điều sẽ xảy ra sau mình ở dưới mặt trời? Chương 7 Danh tiếng hơn dầu quý giá, ngày chết hơn ngày sinh đi đến nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc, vì tại đó thấy sự cuối cùng của mọi người và người sống để vào lòng buồn rầu hơn vui vẻ, vì nhờ mặt buồn lòng được vui. Lòng người khôn ngoan ở trong nhà tang chế, còn lòng kẻ ngu muội ở tại nhà vui sướng. Thà nghe lời của trách của người khôn ngoan còn hơn là câu hát của kẻ ngu muội. Vì tiếng cười của kẻ ngu muội giống như tiếng gai nhọn nổ dưới nồi, điều đó cũng là sự hư không. Phải, sự sách thủ tiền tài làm cho kẻ khôn ra ngu và của hối lộ khiến cho hư hại lòng. Cuối cùng có một việc hơn sự khởi đầu nó, lòng kiên nhẫn hơn lòng kiêu ngạo. Chớ vội giận, vì sự giận ở trong lòng kẻ ngu muội chớ nói rằng, nhân sao ngày trước tốt hơn ngày bây giờ, vì hỏi vậy là chẳng khôn. Sự khôn ngoan cũng tốt bằng cơ nghiệp, nó có ích cho những người thấy mặt trời. Vì sự khôn ngoan che thân cũng như tiền bạc che thân vậy. Nhưng sự khôn ngoan thắng hơn vì nó giữ mạng sống cho người nào đã được nó. Hãy xem xét công việc của Đức Chúa Trời. Vì vật gì Ngài đã đánh công ai có thể làm ngay lại được trong ngày thới thạnh hãy vui mừng trong ngày tai nạn hãy coi chừng vì đức chúa trời đặt ngày này đối với ngày kia hầu cho người đời chẳng thấy trước đặng điều sẽ xảy ra sau mình trong những ngày hư không của ta ta đã thấy cả điều này người công bình tuy công bình cũng phải hư mất và kẻ hung ác tuy hung ác lại được trường thọ chớ công bình quá cũng đừng làm ra mình khôn ngoan quá cớ sao làm thiệt hại cho mình cũng chớ nên hung hăng quá và đừng ăn ở như kẻ ngu muội cớ sao ngươi chết trước kỳ định ngươi giữ được điều này ấy là tốt mà lại cũng đừng nới tay khỏi điều kia vì ai kính sợ đức chúa trời ắt tránh khỏi mọi điều đó sự khôn ngoan khiến cho người khôn có sức mạnh hơn là mười kẻ cai trị ở trong thành thật chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện mà không hề phạm tội chớ để lòng về mọi lời người ta nói e ngươi nghe kẻ tôi tớ mình chửi rủa mình chăng vì thường khi lòng ngươi cũng biết mình đã rủa kẻ khác ta đã lấy sự khôn ngoan nghiệm xét mọi sự ấy ta nói rằng ta sẽ ở khôn ngoan nhưng sự khôn ngoan cách xa ta. Vả, điều chi xa quá, điều chi sâu thẳm lắm, ai có thể tìm được. Ta lại hết lòng chuyên lo cho hiểu biết, xét nét, kiếm tìm sự khôn ngoan và chánh lý muôn vật, lại cho biết rằng gian ác là dại dột và sự dại dột là điên cuồng. Ta tìm thấy một điều cay đắng hơn sự chết. Ấy là một người đàn bà có lòng giống như lưới bẫy tay tợ như dây tói ai ở đẹp lòng đức chúa trời sẽ thoát khỏi nó còn kẻ có tội sẽ bị nó vấn lấy kẻ truyền đạo nói sau khi xem xét muôn sự từng điều từng vật đặng tìm chánh lý thì này là điều ta tìm được ấy là lòng ta hãy còn tìm mà chưa tìm ra trong một ngàn người đàn ông ta đã tìm được một người còn trong cả thảy người đàn bà ta chẳng tìm được một ai hết. Nhưng này là điều ta tìm được. Đức Chúa Trời đã dựng nên người ngay thẳng, song loài người có tìm kiếm ra lắm mưu kế. Chương 8 Ai sánh được với người khôn ngoan? Ai biết giải nghĩa các vật? Sự khôn ngoan làm cho sáng sủa mắt người và đổi sắc nghiêm trang đi. Ta khuyên rằng, vì cớ lời thề cùng Đức Chúa Trời khá gìn giữ mạng vua. Chớ vội lui ra khỏi trước mặt người, đừng ghi mài trong sự ác, vì vua làm điều chi đẹp lòng mình. vả lại, lời vua có quyền, ai dám nói với người rằng, ngươi làm chi? Ai tuân theo lệnh người thì chẳng biết sự tai nạn, và lòng người khôn ngoan biết thì thế và phép lệ. Vì tuy loài người bị sự tai nạn bối rối nhiều phàm sự gì cũng có thì thế và phép lệ vì người chẳng biết điều chi sẽ xảy đến ai có thể nói trước được các việc sẽ xảy ra làm sao chẳng có ai cai trị được sinh khí để cầm sinh khí lại lại chẳng ai có quyền về ngày chết trong khi tranh chiến chẳng có sự miễn thứ sự gian ác nào cứu được kẻ làm ra nó ta có thấy các điều đó ta chuyên lòng suy nghĩ về mọi việc làm ra ở dưới mặt trời có khi người này cai trị trên người kia mà làm tai hại cho người ấy ta cũng thấy những kẻ gian ác qua đời và được chôn bình yên còn những người làm lành lại phải lìa khỏi nơi thành bị người đồng thành quên đi ấy cũng là sự hư không bởi chẳng thi hành ngay án phạt những việc ác nên lòng con loài người chuyên làm điều ác. Vì kẻ có tội làm ác một trăm lần vẫn được trường thọ. Dầu vậy ta biết rằng, kẻ kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời, sau rốt ác được phước. Nhưng kẻ ác chẳng sẽ được phước, cũng sẽ không được sống lâu, vì đời nó giống như bóng qua. Ấy tại nó không kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời. Lại còn có một sự hư không khác trên thế gian lắm người công bình bị đãi theo công việc kẻ ác và lắm kẻ ác lại được đãi theo công việc người công bình ta nói rằng điều đó cũng là sự hư không ta bèn khen sự vui mừng bởi vì dưới mặt trời chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là ăn uống và vui sướng vì ấy là điều còn lại cho mình về công lao trọn trong các ngày của đời mình mà đức chúa trời ban cho mình dưới mặt trời khi ta chuyên lòng để học biết sự khôn ngoan, để hiểu mọi việc làm ra trên đất, thì ta thấy có người ngày và đêm không cho mắt ngủ, cũng thấy mọi công việc của Đức Chúa Trời và hiểu biết người ta không thể dò được mọi việc làm ra dưới mặt trời. Dầu chịu cực nhọc ngần nào đặng tìm biết, cũng chẳng tìm được. Và dầu cho người khôn ngoan tưởng rằng sẽ chắc biết thì cũng chẳng tìm được. Chương 9 này là các việc khác mà ta đã suy nghĩ và chuyên lòng hiểu rõ ràng. Ta thấy người công bình và khôn ngoan luôn với việc làm của họ đều ở trong tay Đức Chúa Trời, hoặc sự yêu hay là sự ghét. Loài người chẳng biết rõ, thảy đều thuộc về cuộc tương lai. Mọi sự xảy đến cho mọi người như nhau. Người công bình hay là kẻ hung ác, người hiền lành thanh sạch hay là người không thanh sạch, người dân của tế lễ hay là người không dân người thiện hay là kẻ có tội kẻ phát thề hay là người sợ lời thề cả thảy đều đồng hưởng một số phận tai nạn lớn hơn ở dưới mặt trời ấy là mọi người đồng gặp một số phận lòng loài người đầy dẫy sự hung ác và sự điên cuồng choáng trong lòng họ đang khi sống rồi họ đi về cùng kẻ chết một người ở trong hội kẻ sống còn có sự trông mong vì con chó sống hơn là sư tử chết. Kẻ sống biết mình sẽ chết, nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết, chẳng được phân thưởng gì hết vì sự kỷ niệm họ đã bị quên đi. Sự yêu, sự ghét, sự ganh gỗ của họ thảy đều tiêu mất từ lâu. Họ chẳng hề còn có phần nào về mọi điều làm ra dưới mặt trời hãy đi ăn bánh cách vui mừng và uống rượu cách hớn hở, vì Đức Chúa Trời đã nhận các công việc ngươi. Khá hằng mặc áo trắng, chớ thiếu dầu thơm trên đầu ngươi. Trọn các ngày của đời hư không ngươi mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi dưới mặt trời. Hãy ở vui vẻ cùng vợ mình yêu dấu, vì đó là phần của ngươi trong đời này và là điều ngươi được bởi công lao mình làm ở dưới mặt trời mọi việc tay ngươi làm được. Hãy làm hết sức mình, vì dưới âm phủ là nơi ngươi đi đến. Chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế, cũng chẳng có tri thức hay là sự khôn ngoan. Ta xây lại, thấy dưới mặt trời, có kẻ lẹ làng, chẳng được cuộc chạy đua. Người mạnh sức, chẳng được thắng trận. Kẻ khôn ngoan, không đặng bánh. Kẻ thông sáng, chẳng hưởng của cải, và người khôn khéo, chẳng được ơn vì thời thế và cơ hội xảy đến cho mọi người. Lại, loài người chẳng hiểu biết thời thế của mình. Như cá mắc lưới, chim phải bẫy giò thế nào, thì loài người cũng bị vấn vương trong thời tai họa xảy đến thình lình thế ấy. Ta cũng đã thấy sự khôn ngoan này dưới mặt trời. Thật lấy làm cả thể. Có thành nhỏ kia, được một ít dân sự, một vua cường thạnh đến vây hãm nó, đắp những lũy cao lớn cùng nó. Và trong thành ấy có một người nghèo mà khôn, dùng sự khôn ngoan mình giải cứu thành ấy. Song về sau không ai nhớ đến người nghèo đó. Ta bèn nói rằng, sự khôn ngoan hơn sức mạnh, nhưng mà sự khôn ngoan của người nghèo bị khinh dễ và lời nói của người không ai nghe. Lời của người khôn ngoan được nghe tại nơi êm lặng còn hơn tiếng kêu la của kẻ cai trị trong đám dạ dột. Sự khôn ngoan hơn đồ binh khí, nhưng chỉ một người có tội phá hủy được nhiều sự lành. Chương 10 Con ruồi chết làm cho thúi dầu thơm của thợ hòa hương. Cũng vậy, một chút điên dại làm nhẹ danh một người khôn ngoan sang trọng trái tim của người khôn ở bên hữu còn trái tim của kẻ dại ở bên tả lại khi kẻ dại đi đường rõ ra là thiếu mất lẽ phải nó nói cho mọi người rằng mình là kẻ dại nếu người cai quản nổi giận cùng ngươi chớ lìa khỏi chỗ mình vì sự mềm mại ngăn ngừa được tội lỗi lớn có một tai nạn ta đã thấy ở dưới mặt trời như một sự lỗi lầm do quan trưởng phạm. Ấy là kẻ ngu muội được đặt ở nơi cao, còn người giàu lại ngồi chỗ thấp. Ta đã thấy kẻ tôi tớ đi ngựa, còn quan trưởng đi bộ như tôi tớ vậy. Kẻ nào đào hầm sẽ xa xuống đó, còn kẻ phá vách tường phải bị rắn cắn ai lăn đá khỏi chỗ nó sẽ bị thương kẻ bữa củi có khi phải hiểm nghèo cái rìu luộc mà không mài lưỡi nó lại ắt phải ráng sức càng nhiều nhưng sự khôn ngoan có ích đặng dẫn dắt nếu rắn cắn trước khi bị ếm chú thì thầy ếm chú chẳng làm ích gì lời của miệng người khôn ngoan có ơn nhưng môi của kẻ khờ dại lại nuốt lấy nó lời nói của miệng nó khởi đầu là ngu dại cuối cùng vẫn điên cuồng nguy hiểm kẻ ngu muội hay nói nhiều lời dầu vậy người ta chẳng biết điều sẽ xảy đến và ai là kẻ tỏ ra được cho nó sự sẽ có sau mình công lao kẻ ngu muội làm cho mệt nhọc chúng nó vì chẳng biết phải bắt đường nào đặng đi đến thành. Hỡi sứ, khốn thay cho mày khi có vua còn thơ ấu và các quan trưởng mày ăn từ lúc buổi sáng. Hỡi sứ, phước cho mày khi có vua là dòng cao sang và các quan trưởng mày ăn theo giờ xứng đáng để bổ sức lại, chứ chẳng phải để đắm say. Tại tay làm biến nên giường nhà sụp vì tay nhát nhớn nên nhà dột. Người ta bày tiệc đặng vui chơi, rượu khiến cho đời vui, có tiền bạc thì ứng cho mọi sự. Dầu trong tư tưởng ngươi cũng chớ nguyền rủa vua, dầu trong phòng ngủ ngươi cũng chớ rủa xả kẻ giàu có, vì chim trời sẽ đồn ra tiếng ngươi và loài có cánh sẽ thuật việc ra. Chương 11 hãy liệng bánh ngươi nơi mặt nước vì khỏi lâu ngày ngươi sẽ tìm nó lại hãy phân phát nó cho bảy hoặc cho tám người vì ngươi không biết tai nạn nào sẽ xảy ra trên đất khi mây đầy nước nó bèn mưa xuống đất khi một cây ngã về hướng nam hay về hướng bắc hễ ngã chỗ nào nó phải ở chỗ đó ai xem gió sẽ không gieo ai xem mây sẽ không gặt người không biết đường của gió đi, cũng không biết xương cốt kết cấu trong bụng đàn bà mang thai thể nào. Thì cũng một thể ấy, ngươi chẳng hiểu biết công việc của Đức Chúa Trời là đấng làm nên muôn vật. Vừa sáng sớm, khá gieo giống ngươi và buổi chiều chớ nghĩ tay ngươi, vì ngươi chẳng biết giống nào sẽ mọc tốt, hoặc giống này, hoặc giống kia, hoặc là cả hai đều sẽ ra tốt ánh sáng thật là êm dịu con mắt thấy mặt trời lấy làm vui thích nếu một người được sống lâu năm thì khá vui vẻ trong trọn các năm ấy song cũng chớ quên những ngày tối tăm vì những ngày ấy nhiều phàm việc gì xảy đến đều là sự hư không hỡi kẻ trẻ kia hãy vui mừng trong buổi thiếu niên khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và nhìn xem sự mắt mình ưa thích. Nhưng phải biết rằng, vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét. Vậy, khá giải sầu khỏi lòng ngươi và cất điều tai hại khỏi xác thịt ngươi. Vì lúc thiếu niên và thì xuân xanh là sự hư không mà thôi. Chương 12 Trong buổi còn thơ ấu, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi. Trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng, ta không lấy làm vui lòng. Trước khi ánh sáng mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao chưa tối tăm và mây chưa lại tuôn đến sau cơn mưa. Trong ngày ấy, kẻ giữ nhà run rẩy, những người mạnh sức công khom, kẻ say cối ngừng lại bởi vì số ít. Những kẻ trông xem qua cửa sổ đã làng mắt. Hai cánh cửa bên đường đóng lại và tiếng say mỏng lần. Lúc ấy, người ta nghe tiếng chim kêu bèn chờ dậy và tiếng con gái hát đều hạ hơi. Lại người ta sợ sệt mà lên cao và hãi hung lúc đi đường. Lúc ấy, cây hạnh chỗ bông cào cào trở nên nặng và sự ước ao chẳng còn nữa. Vì bây giờ người đi đến nơi ở đời đời của mình còn những kẻ tan chế đều đi vòng quanh các đường phố. Lại hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa. Trước khi dây bạc đứt và chén vàng bể, trước khi vò vỡ ra bên suối và bánh xe gãy ra trên giếng, và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là đấng đã ban nó. Kẻ truyền đạo nói, hư không của sự hư không, mọi sự đều hư không vả lại bởi vì kẻ truyền đạo là người khôn ngoan nên cũng cứ dạy sự tri thức cho dân sự người đã cân nhắc tra soát và sắp đặt thứ tự nhiều câu châm ngôn kẻ truyền đạo có chuyên lo tìm kiếm những câu luận tốt đẹp và các lời đã viết ra đều là chính trực và chân thật lời của người khôn ngoan giống như đó sắp chọn các câu châm ngôn khác nào đinh đóng chặt nó do một đấng chăn chiên mà truyền ra lại hỡi con hãy chịu giải người ta chép nhiều sách chẳng cùng còn học quá thật làm mệt nhọc cho xác thịt chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết này khá kính sợ đức chúa trời và giữ các điều răng ngài ấy là trọn phận sự của ngươi vì đức chúa trời sẽ đem đoán xét các công việc đến đổi việc kín nhiệm hơn hết hoặc thiện hoặc ác cũng vậy